chỗ cái ẹo đó nha. Thôi, xa quá rồi. Rồi, chụp nha. Ai vậy ta? Ok. Rồi, anh Trạng chạy lên luôn đi, chụp cho anh Trạng ơi. Chạy lên luôn. Chơi bắt thôi. Đó đó, ngay chơi thôi. Thôi, đây này, đây mặt lại. 1, 2, 3. 3 cái nữa. Đã từ lâu, những tay la cà đã lơ mơ về một trong những vùng sơn cước mà nghe giang hồ đồn rằng thì là mà một trong những vùng tráng lệ nhất Đông Bắc, Tây Côn Lĩnh với câu thành ngữ Nam Nhi bất đáo Tây Côn Lĩnh, lão niên vô sự thuyết tự tôn. Dịch ra tiếng Nôm là làm trai chưa đến Tây Côn Lĩnh và biết lấy gì nổ cháu con. Theo những hình ảnh, video clip, lời kể của những người đi trước thì nếu đòi lên đỉnh và chỉ có như thế thì mới được gọi là đáo Tây Côn Lĩnh, thì chắc là với cái tuổi 70 đừng có mơ mà manh động. Thế nhưng còn có một plan B, Khủy Mi. Bản Khủy Mi ở Phương Thiện nằm ở lưng chừng đường núi của dãy Tây Côn Lĩnh, đường đất chỉ chừng 15 cây số tính từ trung tâm thành phố Hà Giang, nhưng là đường núi. Có những đoạn đã được mở rộng, tráng bê tông, nhưng cũng còn những đoạn chỉ là đường mòn của người bản địa. Bù lại, quang cảnh núi rừng vừa bao la, vừa hiểm trở, với những bản làng lẫn trong những cánh rừng cỏ xanh ngắt, chắc chắn sẽ là điều thu hút những gót chân la cà. Thế rồi, sau bao ngày mơ tưởng, khi đến với Hà Giang lần này, nỗi khát khao của ba chàng Phạm Văn Trạng, Ra Nhen Hùng và Thành Phương cũng đã được một lần thỏa nguyện. Sáng hôm ấy là một ngoại lệ, hai anh già Trạng và Phương lại ngủ nướng, còn Lãng Nhân Đa Nhen lại dậy sớm. Sau khi ăn sáng, phục hồi dung nhan cho ba chiến mã và ra bưu điện gửi bớt đồ về, ba chàng lại nhắm hướng Phương Thiện và hỏi thăm đường lên bản Khủy Mi nằm trên lưng chừng dãy Tây Côn Lĩnh của Hà Giang. Lẩn khuất trên dãy Tây Côn Lĩnh và đường đi thì chỉ mới được phong quang từ cuối năm 2017, cho nên dù chỉ cách thành phố Hà Giang chừng hơn 15 cây số đường chim bay, mà ba bản của người Dao theo thứ tự cao dần là Nà Thác, Khủy Mi và Phương Thiện là một nét đẹp còn phong kính của du lịch Hà Giang. Để đến đó, ba xe đã vượt 10 cây số tính từ chân núi đến Khủy Mi ở cao độ 974m. Thế nhưng độ dốc bình quân cũng chỉ chừng 10%, đường tráng bê tông vừa một xe hơi, có vài đoạn xấu và cua tay áo gắt, nhưng bù lại khung cảnh thì trên cả tuyệt trần. Con đường màu xanh lá rừng cuối thu với những dạt cỏ thanh tân điểm xuyến thêm cho núi rừng càng thêm bội phần tao nhã. Gian đường là róc rách những suối nguồn trong vắt, kết tinh của mây sương chắc lọc từ đỉnh trời, và thêm nữa ôi thôi biết bao nhiêu là kỳ hoa dị thảo. Những đóa hoa rừng đủ màu, vừa e ấp, mộc mạc mà lại vừa ngây ngất sắc hương. Một thứ sắc hương thật thà, tự nhiên mà vô cùng đầm thắm. Những sắc hương chỉ để dành cho những khách phong trần từng trải, những tay lão đời đã chán chường với sắc màu son phấn điểm trang vô vị ở bờ cõi phù hoa. Những con người ở Nà Thác, Khủy Mi, Lũng Vầy từ hàng ngàn năm nay, hiền hòa như đồng hương, chân thành như đất nâu, phong lãng như mây sương và kiêu hùng như núi rừng. Từ đôi bàn tay tài hoa và tấm lòng tráng khí, họ đã tạo tác nên những thôn bản, đồng nương như những kiệt tác hòa thuận với núi rừng, với đất trời.
trong phong cảnh trần tục của cái người dưới xuôi thì có khi là lạc hậu, nhưng cái đẹp, cái hài hòa với địa lợi thiên thời và nhân hòa ở đây của người Nà Thác cũng như vậy, chắc chắn sẽ vẫn cứ đẹp, đẹp trường tồn ngàn năm và ngàn năm sau nữa. Đẹp lắm hả? Dù có là Đông Cát Đại Học Sĩ hay Kinh Thư Thái Bảo thì khi đến đây chắc chắn ngôn từ cũng sẽ đành bất lực, và những bức ảnh của các nhiếp ảnh gia lão luyện thì cũng chỉ là vẽ gà tưởng phượng mà thôi. Chẳng lẽ ú ớ bó tay, thôi thì cũng gọi là tạm cho có đôi lời vài ảnh, còn hơn là không. Mong đất trời khủi mi niệm tình cho vậy. Còn muốn biết một đường đất giữa thiên đàng và địa đàng như thế nào thì lữ khách chắc chỉ có nước đến đây một tận sở thị một lần thì mới mong phần nào cám cảnh. Cảm ơn đất trời và những con người thần tiên của Tây Côn Lĩnh. Thấy luôn cái mâm cơm trái tim kìa.